Nano sắp có đối thủ, Illusion The Series ảo ảnh tung trailer khiến mọt phim Thái xỉu úp xỉu đào. Danh hiệu phim Thái hot nhất 2021 chắc chắn thuộc về Girl From Nowhere 2, cô gái đến từ hư vô. Khác với mùa 1 chỉ khai thác chuyện phim ở bối cảnh học đường, mùa 2 thương hiệu của phim dần được mở rộng ra với các thực trạng và vấn nạn xã hội, cũng như có sự xuất hiện của đối thủ đáng gờm của quái nữ Nano, Kitty Chicha. Sở hữu cốt truyện điên rồ cùng loạt tweet rối não, Girl From Nowhere 2 đã để lại nhiều câu hỏi bỏ ngỏ cho khán giả khiến ai nấy đều ngóng lòng trong ngóng phần 3. Tuy nhiên, trong lúc chờ Nano tái xuất, mọt phim Thái sẽ có món ăn chống đói hấp dẫn không kém, chính là Illusion The Series, ảo ảnh, sẽ lên sóng đầu năm 2022. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra tester đầu tiên hé lộ những khung cảnh gây sốc của 4 nam sinh điển trai và một cô giáo trẻ. Trong teaser, cô giáo Jen khả ái, hiền lành bỗng chốc trở thành con mồi trong mắt của 4 nam sinh. Ban đầu, các nam sinh liên tục thả thính cô giáo một cách vô tình hay hữu ý, từ những lời nói bâng quơ đến việc tạt nước vào người cô giáo. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, Jen bị 4 nam sinh bắt nhốt trong một phòng kín để giở trò đồi bại. Teaser của Illusion chứa đựng hàng loạt phân cảnh khó xem, cô giáo Jen bị cắt áo, đụng chạm và quay phim bởi các nam sinh. Không còn dáng vẻ sáng sủa và đáng yêu thường thấy, các nam sinh bộc lộ bản chất điên loạn khiến người xem cũng thót tim. Tuy nhiên, đoạn cuối của teaser lại hé lộ khả năng các nam sinh sẽ phản nhau, nhiều khả năng để chiếm Jen làm của riêng. Liệu Jen có thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt của hội nam sinh này và bảo vệ được tính mạng của bản thân? Đoạn sau lưng hấp dẫn và khơi gợi trí tò mò khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trước đó, khi cô gái đến từ Hư Vô 2 lên sóng tập cuối, Kitty Chicha, nữ diễn viên thủ vai Nano, đã từng chia sẻ rằng bản thân có lẽ chỉ làm thêm được một phần phim nữa. Và nếu nhà sản xuất vẫn cố gắng kiếm tiền từ series ăn khách này, Yuri có lẽ không chỉ là một bàn đạp để Nano trở nên vĩ đại, mà còn có thể trở thành con ác chủ bài là nữ chính trong những phần phim tương lai. Bên cạnh đó, một câu hỏi mà khán giả vẫn luôn thắc mắc sau khi tập cuối lên sóng đó là Nano còn sống không? Có thể thấy so với mùa đầu, quái nữ Nano có phần hiền và bị cảm xúc chi phối nhiều hơn. Dường như càng có nhiều cảm xúc, Nano càng trở nên yếu ớt hơn và dễ bị áp đảo bởi Yuri hơn. Ở tập cuối, Nano bị đánh chết, thậm chí rơi nước mắt xót xa khiến khán giả hoang mang. Người xem tự hỏi Nano có còn sống không, có cơ hội hồi sinh hay không? Dù Girl From Nowhere đã kết thúc được vài tháng, nhưng fan hâm mộ vẫn vô cùng ấn tượng bởi những tập phim chất hơn nước cất ở mùa 2. Mùa 2 của phim có số tập ít hơn mùa 1 nhưng càng nhiều cảnh tăm tối hơn hẳn. Dù bị đánh giá là không hay bằng mùa 1, nhưng mùa phim thứ 2 vẫn có các tập phim đáng nhớ và mở rộng câu chuyện hơn, tạo tiền đề cho mùa phim thứ 3. Tiêu biểu là tập Mini and the Four Body. Nội dung của tập này dựa trên sự kiện có thật ở Thái Lan. Có vẻ vì vậy mà nội dung của tập này có độ chân thực cao, sự đồng cảm nhận được cũng rất lớn. Tập phim kể về nữ sinh Mini trong một lần lái xe khi đang say đã gây ra tai nạn khiến 4 nữ sinh mất mạng. Nhưng nhờ người bố giàu có và quyền lực, Mini được tẩy trắng và thoát tội trước pháp luật. Nhưng Nano luôn có cách bắt nạn nhân của mình phải chịu giày vò đau đớn, khiến họ phải ước giá mà họ thú nhận lỗi lầm ngay từ đầu. Trái với Mini and the Four Bodies, Sotet lại là một tập phim khai thác truyền thống lâu đời tại Thái Lan, nơi người mới có thể giao lưu với tiền bối. Nhưng truyền thống này đã bị một số người biến chất nó trở thành một buổi hành hạ hơn là buổi giao lưu. Tập phim này cần được cảnh báo là một tập phim có các cảnh quay khó chịu bậc nhất toàn bộ series Girl From Nowhere. Tuy nhiên, Sotet là một tập phim cần thiết vì nó cho thấy sự khác biệt trong cách trừng phạt kẻ gây ra tội lỗi giữa Nano và Yuri. Nếu Nano muốn kẻ gây ra lỗi phải từ từ thấm thía và hiểu ra cái sai của mình, thì Yuri chỉ đơn giản là muốn kẻ đó phải trả giá càng nhanh càng tốt. Đến Yuri, đây là một tập phim quan trọng bởi nó cho khán giả thấy và hiểu được Yuri là ai và tại sao cô lại có quyền năng tương tự như Nano. Sự xuất hiện của Yuri cho thấy quyền năng của Nano giờ không còn là độc tôn. Nhưng cũng chính vì thế, khán giả mới có thước đo so sánh để có thể thấy những phẩm chất mới ở Nano mà trước đây người ta nghĩ rằng cô không có. Tập phim này cũng hé lộ ra một quyền năng mới của Nano, đặc biệt liên quan đến máu của cô, từ đó dẫn dắt đến viễn cảnh ám ảnh ở tập cuối cùng của Season 2. Thế giới đã có một Yuri thì có thể sẽ còn thêm nhiều Yuri khác. Nhân vật chính của tập Jenny X là Jen, một nữ sinh nổi tiếng trên kênh livestream. Dù nổi tiếng kiếm được nhiều tiền quảng cáo nhưng Jen lại chẳng thấy vui. Ngược lại, cô cảm thấy bị gò bó, bị tước mất tự do, bị xem như công cụ kiếm tiền của bố mẹ. Và Nano đã giúp cô đào tẩu khỏi cuộc sống ấy. Jenny X đánh dấu sự chuyển biến bên trong của Nano khi vào cuối tập phim, Nano đã trầm tư khi Jen hỏi, tớ thật sự sai đến thế sao? Thật sự tớ đáng bị cậu đối xử như vậy à? Vết thương của Nano không lành nhanh như trước đây, cho thấy một Nano yếu đuối hơn và người hơn. Và nó chính là tiền đề để cao trào trong tập cuối cùng của Season 2 diễn ra, mở ra mùa 3 hấp dẫn hơn rất nhiều.